Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với hãng computer. Sony có thể nói là một trong những hãng luôn đi đầu với xu hướng tai nghe không dây. Và chỉ tính riêng năm 2018 thôi thì Sony đã làm mới cũng như là cho ra mắt rất là nhiều sản phẩm mới về tai nghe không dây. Và hôm nay thì mình sẽ đánh giá cho các bạn một mẫu tai nghe không dây của Sony. Và nó lại có mức giá rất là hấp dẫn nhưng mà cảm giác đeo của nó lại cực kỳ thoải mái. Và đấy là mẫu tai nghe nào? Thì đấy chính là mẫu VKH-CH500 tới từ Sony. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồ bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay hãng computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của hãng computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. VKH-CH500 là chiếc tai nghe on-ear thuộc phân khúc tầm trung của Sony với thiết kế đơn giản, cực kỳ gọn nhẹ, và đây là một chiếc tai nghe hướng tới những người bận rộn và thường xuyên cần phải di chuyển, cần một chiếc tai nghe có tính di động cao. Với mẫu VKH-CH500 các bạn sẽ có 3 màu sắc để lựa chọn, thứ nhất là màu trắng, thứ hai là màu đen và thứ ba là màu xanh mà mình đang cầm ở trên tay mà review cho các bạn đấy. Với 3 màu sắc như thế này thì nó thực sự là sẽ rất là phù hợp với cả nhiều người, nó là một màu sắc có vẻ nó khá là lịch sự cũng như là sang trọng. VKH-CH500 được hoàn thiện hoàn toàn từ nhựa. Đây không phải là một chất liệu mang lại cho các bạn sự sang trọng cũng như là cao cấp, nhưng nó lại mang lại cho các bạn được một cảm giác gọn nhẹ cũng như là cảm giác sử dụng rất là tốt. Gọng của tai nghe của CH-500 nó thực sự rất là dẻo cũng như là rất là mềm. Nó giúp các bạn có thể dễ dàng đeo hơn mà không gặp bất kỳ một khó khăn gì. CH-500 có khả năng thay đổi kích thước bằng cách là kéo ra ở hai bên để các bạn có thể phù hợp với cả kích thước đầu khác nhau. Phía hai bên tai nghe được hoàn thiện dạng bóng. Theo mình thì thực sự đây không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan của Sony, bởi vì nó đây là nhựa, thế nên việc làm bóng như thế này thì nó sẽ rất là dễ xước. Mình thích hoàn thiện kiểu nhám của XB500AP hơn. Phía bên trái tai nghe các bạn sẽ có logo là NFC, nó giúp các bạn có thể kết nối nhanh hơn với cả những thiết bị di động. Các bạn chỉ cần chạm nhẹ thôi, màn hình sẽ hiện lên thông báo và các bạn chỉ cần nhấn OK, kết nối đã hoàn thành. Thế là xong, kết nối một cách rất là đơn giản, nó tốt hơn rất nhiều so với việc các bạn kết nối Bluetooth theo kiểu truyền thống. Đây là một mẫu tai nghe on-ear, chính vì vậy khi đeo lên thì phần đệm nó sẽ đè trực tiếp vào vành tai. Điều này nó sẽ làm cho những bạn nào mà có tai lớn ấy thì nó sẽ hơi đau một chút, nhưng mà trong quá trình thực hiện của mình đeo nó khoảng 1 tiếng liên tục thì nó vẫn không có gì là quá khó chịu, mình vẫn có thể có một trải nghiệm rất là tốt. Bởi vì phần đệm này nó cũng rất là mềm cũng như là độ đàn hồi rất tốt. VKH-CH500 nó còn được trang bị cả microphone để đàm thoại. Nó cho chất lượng ở mức khá, nó không phải là quá tốt. Nó cho tiếng trong và rõ, nói chung thì nó đủ để cho mình có thể thực hiện đàm thoại. Còn nếu như bạn nào mà mua cái này về để stream thì mình nghĩ là không hay đâu. Toàn bộ các nút điều khiển, micro cũng như là khe cắm sạc nó đều được bố trí ở bên phần tai phải. Và nó sẽ bao gồm là nút tăng giảm âm lượng, đồng thời cũng là nút neck và back bài hát. Nút nguồn thì nó cũng đóng vai trò là nút play pause luôn, và nhận hay là ngắt cuộc gọi tùy theo vào trạng thái mà các bạn đang sử dụng. Micro USB để sạc và microphone. Ngoài ra các bạn sẽ có thêm một đèn thông báo trạng thái on hay là off của tai nghe. Nó được đặt ở một vị trí khá là lạ. Bởi vì đây là một mẫu tai nghe phổ thông, thế nên chất âm của CH-500 nó rất là dễ nghe. Và giải âm đáng được chú ý nhất đấy chính là giải âm bass. Bởi vì giải âm bass ở trên CH-500 nó không quá bị ù như là dòng extra bass, mà nó theo kiểu không bị tràn lan quá, đeo vào nghe lâu thì nó vẫn rất là thoải mái. Thử nghiệm với cả bài Becoming Insane thì tiếng bass của nó xuống rất là căng và cũng như là có độ nảy rất là tốt. Nó mang lại sự hứng khởi nhất định cho người dùng với cả những bài hát điện tử. Với giải trung âm nó tiến không quá sát tới với người nghe. Chi tiết âm ở mức trung bình cũng như là độ trong tiếng thì cũng là ở mức trung bình luôn. Giải trung cao nó được cắt gọt đi khá là nhiều, nó giúp cho giọng của ca sĩ nghe cảm giác được mượt mà hơn, cũng như là dễ nghe hơn với cả nhiều thể loại nhạc khác nhau. Còn đặc biệt với cả những bản nhạc pop hay là những bản nhạc trẻ phổ biến hiện nay thì CH-500 hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ được đề ra của mình. Và khi mình đụng đến giải âm cao thì mình cảm giác như là CH-500 nó chỉ đủ để hoàn thành nhiệm vụ của nó mà thôi. Còn để gây lại ấn tượng ở bên trong của mình ấy thì mình cũng không hề ấn tượng gì với cả giải cao ở trên CH-500. Trường âm hay là khả năng tách lớp của CH-500 nó càng là những thứ mà chúng ta không thể nào đòi hỏi cao. Bởi vì dù sao đây cũng là một mẫu tai nghe có giá thành khá là rẻ với cả một mẫu tai nghe on-ear Bluetooth, và nó cũng đến từ một thương hiệu rất là lớn, đấy chính là Sony. Có một điểm cộng nữa rất là lớn dành cho CH-500 của nhà Sony, đấy chính là nó có hỗ trợ codec Bluetooth AAC. Có nghĩa là với hầu hết thiết bị là sử dụng iPhone hay là những thiết bị Android sử dụng là Android 8 trở lên ấy thì nó đều hỗ trợ cái codec Bluetooth AAC này.
thì với những thiết bị như vậy thì nó sẽ có chất lượng âm thanh rất là tốt và tốt hơn codec trước đây rất là nhiều. Điểm mạnh nhất của VKH-CH500 đấy chính là thời lượng pin, với thời gian nghe lên đến là 20 tiếng thì nó rất là ấn tượng. Với thời gian nghe của mình là khoảng tầm từ 2 tiếng đến 3 tiếng mỗi ngày thì mình hoàn toàn có thể nghe nó được trong vòng 1 tuần thì mình mới cần sạc một lần. Và nó rất là tiện lợi trong cuộc sống hiện đại như bây giờ, đấy chính là mang tai nghe đi lại rất là nhiều. Và thời gian sạc của nó là khoảng 4,5 tiếng thì khi các bạn hết pin thì các bạn chỉ cần cắm sạc nó qua đêm là sáng mai các bạn đã có thể nghe tai nghe trong vòng 1 tuần liên tiếp. Tổng kết lại thì mẫu VKH-CH500 của Sony nó hướng tới những đối tượng người dùng cần sự di động, bởi vì thiết kế của nó rất là nhẹ nhàng cũng như là gọn gàng. Màu sắc của nó thì với 3 màu là màu trắng, màu xanh và màu đen thì nó cũng rất là lịch sự cũng như là trang nhã. Thời lượng pin thì nó quá là trâu đi, khoảng tầm 20 tiếng. Mỗi ngày mình nghe từ 2 đến 3 tiếng thì mình có thể nghe khoảng tầm hơn 1 tuần mới phải sạc một lần. Thì thực sự nó hướng tới đối tượng người dùng mà cần sự di động rất là nhiều. Và chất âm của nó thì cũng ở mức gọi là trung bình thôi. Các bạn không thể nào đòi hỏi cao ở mẫu tai nghe Bluetooth mà chỉ có giá 2 triệu như thế này được. Vậy ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy comment phía bên dưới nhá. Còn đối với mình thì nó cũng rất là đáng để các bạn có thể lựa chọn cho phương giá 2 triệu đồng ấy. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.